ngày 20 tháng 5 tại sân dân động quyện A Phú, liên đoàn lao Đo động quyện Á Phú phối hợp cùng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn quyện tổ chức lễ phát động trồng cây xanh năm 2022. Ông Phùng Minh Tân, phó bí thư thường trực Quyền ủy A Phú, bà Nguyễn Thị Phướng, phó chủ tịch quỹ ban nhân dân quyện cùng 125 đoàn viên công đoàn là người lao động tham dự. Tại lễ phát động bà Lê Bích Lon, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quyện ở Phú kêu gọi tất cả động viên công đoàn, công dân viên chức lao động toàn quyện hãy chung tay cùng các quy đảng, chính quyền địa phương tổ chức tốt phong trào Tết Trồng Cây Đời Đời Nhớ ơn Bác Hồ nhằm góp phần cùng cả nước đạt mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn năm 2021-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sau lễ phát động, lãnh đạo quyền quỹ, ủy ban nhân dân quyền, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyền Liên đoàn lao đo động huyện, chính quyền địa phương cùng lực lượng đoàn viên công đoàn, người lao động đã trồng 500 cây ô môi và cây dầu quanh sân vận động huyện tại xã Phước Hưng và hai bên quốc lộ 91C, lộ giao thông nông thôn trong xã. Vì trồng cây xanh không những hưởng ứng chương trình trong một tỷ cây xanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mà còn góp phần quan trọng vào việc phủ xanh đất trống, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, đặc biệt là tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tiến tới xây dựng xã Phước Hưng hoàn thành xã nông thôn mới trong năm 2022.